những ông chồng lạ lùng nhất Hoa ngữ, kết hôn rồi nhưng lại không dám đưa tiền cho vợ quản. Thành Long đề phòng Lâm Phụng Kiều suốt chục năm. Huỳnh Hiểu Minh giao tiền cho mẹ quản. Quách Phú Thành thà giao 6.000 tỷ đồng cho quản lý giữ còn hơn đặt niềm tin vào vợ trẻ Phương Viện. Theo quan điểm của người Á Đông, sau khi kết hôn, các ông chồng sẽ giao tiền cho vợ quản. Thế nhưng, trong làng giải trí Hoa ngữ lại có những ông chồng rất lạ lùng. Họ chẳng ngần ngại mà thừa nhận việc không tin tưởng vợ nên đã giao tài sản cho mẹ hay người quản lý giữ dùng đó. Vương Học Binh. Năm 2009, Vương Học Binh khiến Hoa ngữ dậy sóng khi kết hôn với nữ diễn viên kém tên tuổi Tôn Ninh. Rõ ràng là người giàu có và nổi tiếng hơn, thế nhưng Vương Học Binh bủn xỉn đến mức để Tôn Ninh tự bỏ tiền túi để lo chuyện cưới xin, nhưng bản thân anh lại ôm khư khư tiền mừng cưới. Đâu chỉ thế, anh chàng này còn giao toàn bộ tiền cho mẹ và anh trai quản trước khi cưới vợ nữa cơ. Và như một lẽ tất nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài có 3 năm là toang, còn Vương Học Bình thì tan tành sự nghiệp diễn xuất vì dính phải những chất không tốt cho sức khỏe. Trương Đan Phong. Nếu bàn về tính cha với vợ thì chắc Trương Đan Phong chẳng hề kém cạnh Vương Học Bình đâu. Từ anh chàng vô danh, nhờ sự giúp đỡ của bà xã Hồng Hân mà anh mới nổi tiếng được như bây giờ. Ấy vậy tài tử Hoa Thiên Cốt lại chẳng coi trọng Hồng Hân, đã lén lút với trợ lý Tất Huỳnh sau lưng vợ thì chớ, lại còn giao hết tài sản cho người tình quản nữa cơ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, ai cũng xót xa cho mỹ nhân Hồng Kông tài sắc vẹn toàn nhưng lại lận đận hôn nhân, đã yêu sai tài tử Mạc Thiếu Thông lại còn cưới nhầm chồng là Trương Đan Phong. Huỳnh Hiểu Minh. Thời gian này, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhất vì chuyện hẹn hò với hot girl Diệp Kha đó. Cũng vì câu chuyện hẹn hò ồn ào này mà người ta đã đào lại rất nhiều điều chẳng hay ho về hôn nhân của anh với Angela Baby. Theo như chính Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận thì toàn bộ tài sản của anh đều do mẹ quản, có lẽ đó là lý do mà Angela Baby tách biệt mọi thu nhập với chồng cũ. Như một lẽ tất nhiên, cuộc hôn nhân thiếu sự gắn kết này kết thúc sau 7 năm. Trong khi Angela Baby lao đao vì sự nghiệp bị đóng băng thì Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng tìm được tình yêu mới. Thành Long. Thuở Thành Long và Lâm Phụng Kiều nên duyên vợ chồng, cả hai đều là những minh tinh nổi tiếng rồi. Nếu Lâm Phụng Kiều sẵn sàng bỏ lại sự nghiệp ở đỉnh cao để làm cái bóng sau lưng chồng thì Thành Long lại để lộ tính ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự nghiệp và việc hẹn hò với những bóng hồng khác. Đâu chỉ thiếu nghiêm túc với hôn nhân, Thành Long còn từng đề phòng Lâm Phụng Kiều, cho rằng bà xã đến với mình vì tiền bạc nữa cơ. Thế nên dù là vợ chồng và có chung một cậu con trai nhưng Thành Long vẫn khư khư ôm tiền, chỉ cho Lâm Phụng Kiều đủ để sinh hoạt mà thôi. Mãi sau này, khi Thành Long lao đao vì chuyện có con với Ngô Ỷ Lợi, chỉ có mỗi Lâm Phụng Kiều an ủi ông. Đó là lý do mà Thành Long thay đổi thành kiến, giao hết tiền cho vợ quản. Quách Phú Thành. Chuyện hôn nhân của Quách Phú Thành với Phương Viện cũng là đề tài được nhiều khán giả chú ý đó. Lý do là vì chàng Thiên Vương tính toán chi ly với vợ trẻ, luôn đề phòng cô nên chẳng dám mua tặng những món quà đắt đỏ. Đâu chỉ thế, Quách Phú Thành còn giao toàn bộ khối tài sản 6.000 tỷ cho quản lý Tiểu Mỹ quản dùm, phân chia rạch ròi mọi khoản thu nhập với Phương Viện. Bảo sao dù mang danh là vợ Thiên Vương suốt 7 năm trời, sinh hai con cho anh, nhưng cô gái trẻ này chẳng có căn nhà nào ở Hồng Kông, còn phải nhờ bố giữ tiền giúp mình.